cho mầm đậu lên. Tang tình tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang. Trên đất dòng mình ngồi lai rai, me cóc xoài thêm khế ổi xanh, nếp thang để trăng thơm nồng, rượu ngon cùng nhau uống cạn. Sáng rồi mới tính chuyện động cây, tang tình tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang. Trên đất dòng mình trồng cà phê, trên đất dòng mình trồng hột tiêu, mỗi năm nó đẻ ra tiền nhiều, lời bằng năm mười thứ khác. Anh tính vậy em thấy chịu không? Tang tình tang tình tình tang, tang tình tang tình. Anh hai nè, ừ, đất dòng thì người ta trồng đậu, trồng cà, chứ ai mà trồng cà phê, sao thấy kỳ quá à. Trời đất ơi, bộ tiền mà em chê hả? Trời ơi, đất mà trồng cái gì mà không được, người ta còn trồng cả cây tiền nữa cũng được chứ bộ. Thôi thôi, không có nói chuyện với anh nữa. Rồi, còn anh Tư nhậu nè. Ừ, có nhậu nè. Tối ngày chỉ lo ba cái chuyện nhậu không à. Ừ. Vậy cho em hỏi anh câu này nha. Hỏi gì? Hỏi đi. Mấy đây? Ừ. Trời ơi, có vậy mà cũng hỏi. Dễ ợp à. Hai chứ mấy? Phải không? Phải hai không? Trời, cái gì cười? Thôi, vậy em xin chào thua mấy anh. Trời, thôi rồi. Sâm sâm bước tới cây chanh, lắm le muôn bè, chờ cho lặng lẽ trong nhà vắng vẻ. Viên trèo lên cây lại sợ té, anh dội với tay lên cành, là anh với tay lên cành, nhưng lại sợ trên cành, sợ trên cành nó có gai. Là anh cũng với tay lên cành, nhưng lại sợ trên cành nó có gai. Thank you.
anh đưa nàng, anh đưa nàng về dinh. Em ư, em theo chàng là em xin theo chàng, đôi ta cùng về dinh. Quý vị, trước năm 1900